Đây là một khu phi quân sự dài 100 dặm đã tách hòn đảo Cyprus trong hơn nửa thế kỷ. Toàn bộ thị trấn bị bỏ hoang khi vùng đệm được tạo ra vào năm 1964 để ngăn chặn xung đột đẫm máu giữa lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Bắt đầu từ đây, thị trấn bị bỏ hoang này trở nên nổi tiếng với những câu chuyện ma quái ám ảnh, được gọi là Đường xanh kể từ khi khu vực này được Liên hợp quốc đánh dấu trên một bản đồ bằng bút chì màu xanh lá cây. Khu vực này được mở rộng vào năm 1974 sau khi các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm để chống lại cuộc đảo chính quân sự do Hy Lạp hậu thuẫn ship vẫn bị chia cắt bởi khu vực phi quân sự kể từ đó, với miền Bắc gồm phần lớn là người Thổ Nhĩ Kỳ sinh sống và phần còn lại của người ship gốc Hy Lạp. Sau khi bị chia cắt vùng đất nằm giữa này trở thành nơi hoang vắng không có người, nhiều căn hộ đã bị bỏ hoang trong khu đất phi quân sự của khu phi quân sự. Một số tòa nhà đã bị bỏ hoang quá lâu kể từ khi khu vực danh giới được tạo ra vào năm 1964. Những cây khổng lồ đã bắt đầu phát triển đâm qua những mái nhà, các thùng kim loại trống và dây thép gai đánh dấu nhiều đường phố trong khu phi quân sự, nhiều cấu trúc lịch sử bên trong khu vực này bao gồm cả nhà thờ Byzantine thế kỷ 15, đã bị bỏ rơi vào trạng thái ngày càng hủy hoại. Khu vực này đã trở thành vùng đệm được đưa vào chương trình 7 nguy cơ tuyệt chủng của Europa Nostra, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm bảo vệ di sản văn hóa của châu Âu. Những chiếc xe dơ bẩn và đổ nát đã bị bỏ lại để ngồi trong bãi đậu xe xung quanh khu phi quân sự 100 dặm, cả mang lại cảm giác như một thị trấn ma, nơi gần như không có một bóng người, cả một không gian đổ nát thê lương. Các lỗ đạn trên tường của rất nhiều tòa nhà và túi cát trong cửa sổ đã mang lại một cảm giác đáng sợ. Những chiếc xe này từ năm 1974 đã không hoạt động trong một nhà để xe ngầm. Sự vắng lặng đến rợn người và có lẽ chính bầu không khí này đã khiến cho nơi đây cả trở nên chết chóc hơn. Cả con đường heo hắt, các tòa nhà trống vắng trong một thị trấn dường như chỉ còn toàn linh hồn người chết đang âm thầm chờ màn đêm buông xuống. Theo những lời đồn đại của một số cư dân cũ quay lại chốn này vì nhớ nhung, ban đêm luôn có những tiếng than khóc, tiếng chân người lang thang, thật đáng sợ. Những con phố từng đông đúc, sầm uất, giờ đây không một bóng người, những ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm đang dần sụp đổ các phòng trưng bày xe hơi bị bỏ rơi nhiều thập kỷ bị bao phủ bởi hàng tạ bụi, hàng chục chiếc xe hơi bị bỏ lại rỉ sét sắp biến thành đống sắt vụn, hàng rào dây thép gai và những tàn tích đổ nát sau cuộc chiến càng biến không gian nơi đây trở nên thê lương, chết chóc hơn. Các doanh nghiệp, ô tô và các tòa nhà nằm lạnh lẽo trong nhiều thập kỷ. Showroom xe hơi này đã từng là một cửa hàng làm ăn phát đạt, giờ nó cô đơn trống hoác thế này đây. cả một khu vực kéo dài nhiều dặm với bao nhiêu oanh liệt của quá khứ giờ đã thành một thị trấn mà. Nhà thờ Byzantine thế kỷ 15 ở khu phố cổ của miền Trung Nicosia cũng đã bị ảnh hưởng trong vùng đất hoang vu này.